Hôm nay thì tôi sẽ nói về cái vấn đề đó là tổ chức và cái trình bày một cái luận điểm, các bước để mà chúng ta trình bày một cái luận điểm trong trong cái vấn đề mà chúng ta phản biện và tranh luận. Thì nếu các bạn muốn luận điểm của các bạn được nhóm xem xét một cách nghiêm túc thì bạn cần phải trình bày nó một cách có kỹ thuật, đúng không? Sử dụng những bước sau để chúng ta trình bày những luận điểm mà giúp cho các bạn thành công. Đó là đầu tiên các bạn phải nêu ra cái kết luận. Có bốn loại nêu ra kết luận, đó là kết luận một sự kiện, rồi kết luận nhằm khẳng định một cái điều gì đó là đúng, ví dụ sự việc đó là vừa xảy ra, kết quả và hậu quả của sự việc, ví dụ như là giáo dục từ xa làm tăng cái số lượng học sinh sinh viên rõ rệt, là một kết luận để về một cái sự việc nào đó. Kết luận này đúng hay sai, đúng hay không đúng thì còn chờ xem các dẫn chứng, các lý lẽ của nó như thế nào. Kết luận mang tính chất dự đoán, thì kết luận mang tính chất dự đoán là kết luận nhằm đưa ra một cái dự đoán nào đó về một cái điều sẽ xảy ra hoặc không xảy ra, ví dụ như là lạm phát sẽ tăng 3,5% trong trong năm sắp tới. Nó là một cái kết luận mang tính chất là dự đoán và cần thuyết phục bằng những lý lẽ và những dẫn chứng đi đi kèm theo nó. Kết luận về về mặt giá trị thì kết luận sẽ đưa ra những cái ý kiến đánh giá tốt hay là xấu, đúng hay là sai, tốt nhất hay là trung bình. Kết luận về về cái chính sách, ví dụ là kết luận đưa ra những cái đề xuất về một chuỗi các hành động. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra dẫn chứng. Dẫn chứng thì bạn cần phải trình bày thêm các dẫn chứng mạnh, các giá trị chứng minh cho cái kết luận của mình. Các dẫn chứng có thể ở dạng là sự việc, ở dạng là ý kiến, ở dạng là định nghĩa, ở dạng là mô tả, ví dụ minh họa hoặc là thống kê. Các bạn dẫn chứng ấy, các bạn đưa càng nhiều con số càng cụ thể thì càng tốt. Đấy. Ở bước thứ ba thì bạn sẽ trình bày lý lẽ, lý do. Trong nhiều trường hợp ấy, bạn cần phải trình bày lý lẽ nếu nó quá hiển nhiên. Đấy, đúng không? Trong 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 nhiều trường hợp ấy, bạn không cần phải trình bày cái lý lẽ nếu như mà nó quá hiển nhiên rồi. Ví dụ như các bạn nói là mặt trời mặt hướng đông chẳng hạn. Đấy. Thì bạn không cần phải trình bày lý lẽ à mặt trời nó thế này thế nọ, vân vân. Bạn không cần phải làm điều đó. Bởi vì nó là cái điều mà hiển nhiên rồi, mọi người đều biết rồi. Đấy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì có thể là người nghe sẽ không hiểu được là tại sao những dẫn chứng lại được chứng minh cho cái kết luận của bạn. Thì bạn cần phải đưa ra lý lẽ. Bước cuối cùng là bạn sẽ tóm lại cái luận điểm của nó. Bạn tóm lại cái luận điểm bằng cách là đưa ra những cái kết luận, tóm lại những dẫn chứng quan trọng nhất mà bạn đã sử dụng. Chỉ nên trình bày ngắn gọn, tránh trình bày lại tất cả, đúng không? Khi mà trình bày ấy đã rất ngắn gọn rồi, đã rất rõ ràng rồi thì bạn có thể bỏ qua cái bước này, bỏ qua cái bước tóm lại luận điểm này, đúng không? Không cần phải tóm lại nữa. Cái bước tóm lại luận điểm là cái bước mà có cũng không được, nhầm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu chúng ta trình bày quá dài thì chúng ta mới cần tóm lại thôi, tóm lại cái luận điểm thôi. Mà nếu như chúng ta trình bày mà ngắn gọn quá thì không 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 cần phải làm cái bước cuối cùng này. Ở cái phần mà phản biện lại một cái luận điểm khác ấy, thì tôi sẽ nói ở cái phần sau, và chúng ta sẽ phản biện lại cái luận điểm khác. Chúng ta quá trình chúng ta chứng minh cái luận điểm nó sai hay là chưa đủ thuyết phục, phản biện nghi vấn hay hay làm giảm hoặc làm bác bỏ một cái luận điểm nào đó, thì cách thức của nó sẽ được trình bày ở trong cái phần sau. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.